Chúng kính các đợt xin chào mọi người nhé. Đợt này thì nhà mình bắt đầu có cành chiết nhài ba lá để bán cho mọi người rồi. Và hiện thời thì đợt cắt cành này mình sẽ cắt được khoảng độ tầm 4 cho đến 5.000 cành nhé các bạn nhé. Nhài ba lá ở đây, đây là những cây bố mẹ này. Và mình chiết rất là nhiều. Bông của nó rất là to nhé và thơm. Loại cành chiết này thì mình sẽ bán theo cái cách là hạ cành và ship cho các bạn luôn. Hoặc là các bạn muốn mua có thể về tận vườn xem, nhưng mà những cây này thì mình đều bán sỉ nhá, mình không bán này. Bán sỉ ít nhất cũng phải từ 30 cho đến 50 cây trở lên. Loại này mình cung cấp cho các bạn số lượng rất là nhiều, được khoảng độ tầm 4 đến 5 nghìn cành. Những cái cành này thì đều ra rễ rồi đây các bạn này. Chút nữa thì mình sẽ bóc một cành ra để cho các bạn nhìn. Cành thì đều như cái đũa của mình nhé, và chiều cao của cành, chiều dài của cành thì từ 60 cm cho đến 1 m nhé các bạn nhé, có cành nó còn dài hơn cả 1 m. Cây rất là khỏe mạnh, vì vậy đây các bạn yên tâm nhé. Đấy, những cái cây này của nhà mình đây, cả một vườn rất là rộng, nên là các bạn yên tâm về số lượng. Đấy, sau khi mà bán cái chiết xong thì mình sẽ cắt và mình sẽ bán những cái cây cây bố mẹ này. Loại này thì đều như ngón tay trỏ mình và thoát thân đều từ 80 cm cho đến 1,2 m. Số lượng cũng khá là nhiều và mình cũng sẽ bán sỉ thôi. Đây là cành chiết mình vừa cắt và bóc ra cho các bạn nhìn nhé. Đang rễ rất là nhiều và cành rất là khỏe nhé, bởi vì các bạn nhìn này, những cái cây bố mẹ của nó rất là tơ cây, nên là rất là đảm bảo cho mọi người. Đây, cành ngắn nhất của nó cũng là 60 cm, cành dài hơn mét cơ, rất là dài. Đây là mình báo cắt xô thôi chứ không không cắt chọn nhé. Các bạn mà cắt chọn, mà các bạn cứ đặt khoảng độ tầm 300 cành mình cắt chọn, các bạn đều từ 80 cho đến 1 m hết. Còn giá cả thì phụ thuộc vào số lượng, vì vậy nên là anh em mà muốn mua thì cứ báo số lượng cho nhà mình nhé, nhà mình sẽ báo giá lại. Cành chiết này nếu mà các bạn ở xa mà cần ship ấy, thì nhà mình sẽ phun thêm một lượt kích rễ để cho cái cây nó đảm bảo hơn. Số lượng rất là nhiều nên là anh em thoải mái nhé, thoải mái đặt hàng. Và cũng đặt sớm bởi vì nhà mình sẽ cắt trong vòng khoảng độ tầm 1 tuần thôi là hết hết số cành rồi, nên là anh em mà xác định lấy thì có thể liên hệ với chú Kiên. Số điện thoại của nhà mình là 0354255055 55055 hoặc 0977999046 nhé. Chú Kiên xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại mọi người.